Mình chỉ bán được lần à, thứ bảy chủ nhật á, mình ngày thường đuổi dữ lắm. À, vậy là ở chỗ này là chỉ bán được 2 ngày cuối tuần. Dạ. Ngày thường thì... okay, okay. Ngày thường đuổi. Vậy là, ở đối với là trường màu giáo gì vậy? Em cũng biết. Ủa, mình là dương là tình bán ở đây vào 2 ngày cuối tuần thôi hay là bán tháng ở đó? Dạ. Ở đây thường thường cứ thứ bảy chủ nhật là em bán buổi sáng. Dạ. Phú Hủ. Chợ Sân Banh á, ngay Phú Hủ. Năm giờ em lên rồi. Cũng lay lay anh. Dạ, em mang có 40 kg. Hôm nay mới bán lại. Dạ không, em bán ở lò lu. Chỗ, dạ. Chỗ đó để cho chị em bán ở Ba Chiến á. Dạ. Dạ. Nga nghỉ vài ngày nữa anh. Dạ. Em cũng biết chắc một là bán ở Long Chuồng, còn hai chắc chị em kiếm chỗ khác. Còn mi á hả? Mi hả? Mi. Bé mi hả? Dạ. Bán tùm lum á, mà hai vợ chồng bán ế lắm. Ngày nào cũng ế, mấy bịch rồi bán coi trăm mấy, trăm mấy. Hôm qua hả? Bán ở Long Trường anh. Dạ. 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 Cũng
cũng bình thường. Mấy bữa tính đi bán tuần trước rồi mà mưa suốt à. Hôm qua đang buổi chiều á tính đi bán cái mưa rồi ở nhà luôn. Sáng em đi em chưa có mua nó. Không được, cứ nhắc à. Hả? Dạ. 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 Anh uống cô. Không, người dân á. Buổi sáng người ta đi chợ sớm lắm, chợ này phải đi sớm. Đáng lẽ em bán tân lập mà xuống bán. Em xuống đây. Dạ. Dạo này tại bán buổi chiều vắng á, cho nên là tranh thủ bán cả ngày với hay mua nữa. Em xuống mấy ký? Bữa anh có làm cái video em chia sẻ đó, em có đọc không? Em có coi lại bài đọc bình luận không? Chửi quá trời. Nhưng mà bình luận rất nhiều phết ha. Ờ mà chửi. Nói ỷ có Mạnh Thường Quân cho tiền, cái đẻ tùm lum la. Nhiều khi không hiểu. Tại vì mọi người không hiểu á, mọi người cứ nghĩ là người ta giúp mình hoài. Nói chung là cô chú rồi thương giúp lần đầu thôi chứ đâu có ai mà giúp hoài đâu. Như giúp cho em lúc đầu đó thì người ta cho em được số vốn làm ăn thôi chứ đâu có ai mà giúp mình hoài được. Mọi người không hiểu cứ nghĩ là cứ người ta trợ cấp tiền cho em, đâu có ai mà trợ cấp. Cho nên người ta nghĩ vậy, người ta nói mình ỷ vào tiền Mạnh Thường Quân. Mà em đã nói rồi, em chỉ nhận đúng cái số tiền đó rồi. Từ lúc đó đi em đâu có nhận nữa đâu. Mọi người kêu mình là sao mình nói chung là ngoại muốn, đâu ai muốn đâu. Nhưng mà bây giờ ngoại muốn mà lỡ có rồi chẳng lẽ mình bỏ, nó tội hơn nữa. Thôi kệ mình đẻ, khổ trước xuống sau có gì đâu. Đi đâu là nhờ được mình ủng hộ đúng không? Đúng rồi. Đâu có ai mà nghèo hoài đâu anh. Đâu quan trọng là mình cố gắng thôi, mình nuôi con mình có tốt là được ha. Dạ. Kệ ai nói sao nói. Mấy bữa đọc lúc trước đọc thì buồn lắm mà giờ đọc cái thấy mắc cười. Ủa tức là mình nghĩ lại như thế nào mà mình thấy mắc cười? Thì nghĩ là nói là có một số người kiểu người ta không hiểu. Chứ anh thấy có nhiều người ta muốn đẻ, ta có đẻ được không? Cái này nói chung là ngoại muốn, đâu có ai muốn đâu. Thà nó cũng đâu có tội đâu. Thà là mình cố tình mình để không nói. Mà cái này nó ngoại muốn. Bây giờ nó lỡ có rồi, cái chuyện mình bỏ nó còn mang cái tội nặng hơn nữa. Nuôi em nói thiệt á, ai nói khổ nuôi con. Chẳng lẽ mình ngày mình không lo được cho con mình học sữa. Nhưng mà chẳng qua là mình không có cho nó đầy đủ được như người ta thôi. Chứ không phải là mình nuôi không nổi, mà là mình không có chăm nó được nhiều thôi. Mà kệ, nói thiệt á, hai đứa nhỏ em á, càng là em sinh mà trời nuôi luôn. Bỏ bù la bù lóc vậy nhưng mà nó khỏe mạnh. Chứ anh thấy mấy người mà người ta có điều kiện không, người ta thương con người ta, ta bọc á, nhưng mà nó dễ bệnh lắm. Hai đứa nhỏ em vậy mà nó dễ lắm, bỏ đâu không được. Anh còn nhớ cái bình luận là mọi người kêu là em cố tình đẻ để nhiều người mà còn được chính là để cho những người mà thương thì được. Hả? Không, em nghĩ là kệ, giờ ai nghĩ sao nghĩ. Cái những người mà cho em tiền người ta tự hiểu. Tại vì em đâu có hay là kêu gọi. Từ lúc mà anh Phạm Dũng quay em hay là tất cả ai quay em vậy, ai coi em sẽ biết, chưa bao giờ kêu gọi hết nha. Cái này là quay, chỉ quay về ẩm thực.
rồi người ta thấy yêu mến, người ta thấy em nhỏ, người ta cho tiền này nọ, chứ em chưa hề kêu gọi, tại vì người ta không hiểu, cho nên vậy tao kệ. Một kiểu như á, mấy lần đầu á thì mình còn suy nghĩ, nhưng mà nó nhiều lần rồi cái đâm ra nó thành thói quen á, cái thấy nó bình thường. Nhưng mà khi mà mình nói ra thì mình đã hình dung là một người sẽ nói như vậy. Có chứ, em nghĩ, em cũng nghĩ là người ta sẽ chửi như vậy. Nhưng mà mình không hiểu làm sao mình kể vậy thôi, đúng không? Dạ. Đâu có mà thường cũng là gọi điện thoại cho em như thế nào chưa? Nói chung là người ta gọi đa số là mấy người nước ngoài, người ta ủng hộ em nhiều. Thì chỉ gọi lúc cái thời gian đầu thôi, còn thời gian sau này, tại vì bên Mỹ mà gọi về Việt Nam nó khó khăn lắm, đâu phải dễ như Việt Nam, ở Việt Nam mình gọi đâu. Mấy anh chị mà hồi trước yêu mấy bạn đó thì có kêu là chúng em mà không được về Việt Nam không thể thăm mình rồi đi ăn không được. Có, lúc trước á thì em nói anh một ngày biết nhiêu cuộc gọi, nói là đang dịch, hết dịch là anh chị rồi mấy cô chú rồi về sẽ ghé. Em bán Tân Lập. Em bán Tân Lập hả? Dạ. Chiều là bán ở Lò Lu 35. Dạ. Về hơi hơi nắng quá chiều luôn. Nắng. Mà dạo này chiều hay chuyển mưa cũng đỡ hơn lúc trước. Có mưa đúng không? Dạ. Không, giờ em bán có mình à. Tại lúc trước bán đông á, như là lúc mà thời điểm đầu bán được đó thì nhờ người phụ, chứ còn bình thường có mình em bán à. Tại vì nướng cái này một mình em nướng cũng kịp, mình bán số lượng có mấy chục ký à. Đúng rồi. Có, hồi xưa em bán đây nè, cứ thứ bảy chủ nhật là em xuống đây em bán. Tại mình bán cái món này là mình phải chạy chợ, chứ anh bán một chỗ rồi người ta ăn ngoài người ta ngán. Ví dụ tuần mình bán chợ này, tuần sau mình bán chợ kia. Cái chỗ đó, đồ cái khẩu vị trong cái khu vực chỗ đó người ta ăn hoặc không mới đúng không? Chứ mình bán hoài bán. Thứ bảy chủ nhật thì người ta bán tới 10 giờ, 9, 10 giờ. Còn mấy ngày thường là 7, 8 giờ là tan chợ. Tại vì ở đây là người ta đi chợ sớm, người ta đi chợ sớm. Với lại 7 giờ là công an đuổi rồi, đâu có bán được đâu. Chợ này dài không? Dài xuống dưới. Cái này không phải là cái chợ nữa, mà là kiểu như cái khu á, khu phố á, cái người dân người ta ra người ta bán thành cái chợ. Lâu lâu xuống bán mới được, còn mà anh bán thường xuyên là bán lắm. Dạ, đỡ anh, nay đỡ ngán hơn lúc đầu. Này có người bán lần xưa nữa kìa. Có người bán tốt hơn vì Út em á. Không phải, ý là nói á, lúc đầu là vì em bỏ lên nè, không có chỗ bán, em nhường cho chỗ này bán. Xong đã đời tự nhiên để là cho cô đó bán. Ai là cô đó là bạn của em. Bạn của Út em. Bạn của Út em. Cái để là chỗ Út ba cho bà bán. Dạ. Hơn á. Hơn. Cũng hơi lâu. Cả gần cả tháng á. Trời quá trời. Nhưng mà tụi con mình luôn khích lệ mà em. Lúc nào cũng cái này đâu. Nhiều người kêu có người mình luôn lá. Vào không có video mọi người chỉ có mình luôn thôi. Vào không có con video chỉ có đọc mình luôn. Thấy mọi người nói quá. Rồi họ kêu là theo mình nghĩ thì cái này nó hỏi là, tức là họ kêu là cái này là ngoài muốn chứ phải có. Cứ nghĩ là người ta cho em tiền hoài, không ai mà cho mình quà hết trơn á. Người ta cho mình từng câu, đâu ai cho mình con cá đâu anh. Người ta cho mình từng câu, tự mình tìm cá mình ăn, chứ đâu có ai giúp mình hoài. Kêu em
đẻ rồi có mạnh thường quân cho rồi sợ gì nữa. Người ta còn phải lo cuộc sống cho người ta chứ đâu phải người ta lo cho mình hoài. Cà nướng cô. Dạ, vậy cô lấy hai trái đi 15 ngàn. Trời ơi, bự lắm á cô. Dạ 20 chị. Phải là gì con nướng lên 10.000 ký, con nghĩ 10.000 ký nướng lên than dầu hành công nữa cô. Bịch trà lời có mấy ngàn. Cô lấy một bịch hay là cô lấy hai trái? Thử đi. Cho chừng trái bánh xe. Bởi vì vậy đó, tại sao người ta nói ừ sao không vô cà ít hơn. Ấy anh ấy ít hơn, cái thì vô nhịn bịch cà ít lắm cái người ta chê liền. Chó khét cái này nè anh. Tại vì có người ý. Chứ em thì em thích nướng vậy hơn. Nó giữ trái cà được nguyên á. Nướng nhiều quá cái nó teo trái cà lại còn chút xíu. Em đem lên cho súng hết 10 bịch rồi. Tại sáng nướng lên cái chậm quá, nguyên mâm luôn. Đem lên cho chị em. Em làm 2 bó. 2 bó mình nhiều ha. Anh để ý nhiều chỗ á, người ta cho một bịch đó, người ta cho 1 thìa. Mình cho nhiều nhiều á, nhìn bịch cà nó đầy đặn, nó ngon hơn. Bởi vì có nhiều người nói á, người ta không có chỗ nào mà vô bịch cà được như em á. Mắc lắm á anh, hôm nay hành lá 40.000 ký anh. Thì đó, hành lá lúc nào mắc lắm luôn. Lúc mưa là mắc, còn nắng là rẻ lắm, có 10.000 bó. Bó 1 ký á, 10.000, mười mấy ngàn. Còn mưa cái là mấy chục ngàn, mắc. Làm như mưa cái hành nó úng, người ta trồng được, đâm ra nó mắc á. Cái hành thu hoạch nó ít hơn nên người ta cao hơn. Đúng rồi. Bởi vậy mà cà nướng này mà trời mưa là làm biến bán lắm. Mưa cái gì cũng mắc, hành mắc, cà mắc. Mà bán là không được. Cứ anh nghĩ mình nhúng cái bếp than lên là cả 100.000. Rồi mỡ hành nữa là thấy 200.000 rồi. Bắt bếp than lên cái mưa cái ào cái rồi xong. Sáng bán chậm lắm, sáng nướng. Tại vì thấy hai người bán, đâm ra khó bán. Nướng lên một mâm luôn. Cái lực đực sợ quá. Kêu mẹ xuống đem cho chị 10 bịch còn nướng lại ra. Kỳ lắm, cái kiểu như cái của người ta, cảm nhận của người ta.
cứ mình lai ra vậy nè, cái mình từng bịch mình bán được, còn mà nướng lên một mâm cái người ta giống như ta sợ cà củ hay là sao người ta không ăn, thà là trên trên mâm mấy bịch vậy thì người ta ăn. Em để từ sáng giờ cứ lai ra mấy bịch vậy mà bán được, còn sáng nướng lên mâm nó nguội. Như mấy cái chỗ này nè, chỗ nào mình bán quen, khách người ta ăn mình quen rồi, người ta đợi mình, người ta mua mà. Cái người khác bán, người ta bán đâu được đâu. Tư, uống gì không? Vini uống gì? Uống gì? Uống trà tắc không? Cà má không? Anh chuẩn bị đi rồi. Vậy hả? Làm cho con cái gì con? Cha ô long đi.